Rồi tiếp tục video buổi chiều của em ngày hôm nay anh chị. Chụp buổi chiều nay lên hơi tối anh chị. Nói chung mới lên bò cho người ta giao cho khách anh chị. Nên giờ mới có thời gian. Tiếp tục hôm nay lại có còn là 7 con anh chị nha. Đó bên này 4 con, này 3 con. Bò mới về không anh chị. Con kia còn có 3 con nhỏ, có cặp nhỏ hai mấy triệu với con lẻ anh chị nha. Đó, hôm nay lát em vô quay luôn cho cô chú anh chị mình tổng thể hết trại của em, giờ không còn con nào anh chị, còn mấy con này nha. Đó thì cô chú mình coi kỹ nha. Cái này về hôm qua anh chị, còn cái này là về hồi sáng anh chị. Đó. Hồi nãy em giao về Đơn Dương hết một xe anh chị, 9 con. Đó, có khách ủng hộ 9 con rồi. Đó. Cái hai con đen này tầm chiều cao 1m1, như con này 1m1 cứng anh chị. Đó, chứ con kế bên là dư 1m1. Đó, hai con này cái màu nó nói chung là nó đều bò anh chị. Cái con này thì chính con kia mừ anh chị. Đó, con kia nói chung cái kiểu dở biên độ anh chị. Đó, con kem rất là đẹp anh chị. Đó, con kem mét, con kem nó ngoài 1m1 luôn anh chị. Đó. Thì để em quay tổng thể từng cặp đi, rồi để em báo giá cho mình sau anh chị nha. Cặp đang vô đầu tiên thì nó ngang con này chính, con này mừ khung tháng tuổi đó tầm khoảng 7 tháng trở lên anh chị nha. 7 tháng trở lên nha. Rất là đẹp bò anh chị. Đó, bò này rất là biên độ. Con này da lông đồ mỏng tăng anh chị. Đó. Được coi đứt anh chị thấy không? Đó. Con này đồ mông đồ lớn anh chị nha. Giá chân máu thì hoàn thiện anh chị nha. Đó. Con này da nè anh chị. Đó. Da chè bè luôn anh chị ha. Đó. Da rất là ẩn nha. Đó cô chú anh chị mình coi kỹ cặp đầu tiên với em nha. Chung giờ cũng còn hai sáng em mới đăng nên sẵn quay luôn chị. Cái tối quá em cũng không có sợ cô chú anh chị mình không thấy, nói chung thì bao tặc lỗi cho mình nha. Đó, bao tặc lỗi nha. Con này hiện trạng chính, con này mượt, con này chiều cao là dương 1m1 chị. Con này nó nằm 1m12-13 bò anh chị. Con này bản lớn nó nửa tàn nó thằng nhất anh chị. Thay vì nữa con này chính, con này thì mình nó cũng nhìn mẫu anh chị, rất là đẹp anh chị. Nói chung cũng không cần xứng anh chị. Nó tháng tuổi nó như nhau, kiểu vợ thì nó khác khác chút xíu, còn hôm sau anh chị. Đó, con này thì khung sát tàn lớn anh chị ha. Đó. Cao 1m12-13 bò anh chị. Con này cũng có pha bông của tiêu anh chị nha, chút đỉnh nha anh chị. Đó. Cái xương lớn, bản lớn, đòn dài, sọc tai lớn anh chị ha. Cổ rồi, cổ rô anh chị, cổ rất là lực luôn anh chị. Con này nó xương trụ khỏi nói anh chị. Con này. Cái dàn đít nó lớn mà nó đóng sâu anh chị nha. Nó con này cái hệ nó về sau thì khỏi phải bàn luôn anh chị. Đó. Da cũng tăng anh chị thấy không? Da rất là mỏng nha. Chân cò chân bốn con bò này là nói chung là bốn chân là đi chân đều thẳng hết nha anh chị. Không có bị dắt xe, bú gối, bú ruột hết nha chị nha. Đó, cua giá chân móng hoàn thiện anh chị. Đó. Con này tướng rất là đẹp anh chị. Đó. Đó, cặp đen này vô đầu tiên anh chị nha. Đó, anh chị mình có chốt nhắc máy liền giúp em anh chị nha. Đó. Rất là đẹp nha anh chị. Đó là biên bò luôn ha. Nói chung những cái hàng mẫu này giá tiền nó cũng hơi căng anh chị ha. Đó, anh chị mình dòm sơ cái mẫu này biết ha. Rồi chốt giá cho cô chú anh chị mình cặp này là 40.500.000 anh chị nha. 40.500.000 cho cặp đầu tiên anh chị. Đó. 40.500.000 nha. Rất là độ đẹp nha anh chị. Đó. Này này là mẫu không ạ. Tướng con này nó nhất rồi. Đó. Con này thì đòn khá già anh chị. Nói chung là nó hơi thiếu cái rơ, cái vàng úng, cái vàng rúng anh chị nha. Đó. Thiếu cái bản dạo xíu thôi, nhưng mà cấp mình nữa nó lăn dài lắm anh chị. Đó. Rất là đẹp bò anh chị nha. Đó, con kem đó anh chị. Đó, để em quay luôn con kem cho mình thì coi dễ nha. Đó, cái mẫu bò này nhìn nó rất là đẹp anh chị nha. Đó. Đít đùi mông đồ khỏi nói anh chị. Đó. Tầm những con này giờ đi mua nó với tờ giá thiếu đủ 20 anh chị ha. Đó, về cái chi phí nó lên anh chị. Đó, anh chị coi kỹ nha. Đó, có nhắc máy em cặp đầu kia anh chị. 40.500.000 nha anh chị. Rồi con kem luôn, con kem này mẫu như con ba bê luôn chị, cổ rớ, cổ vàng cổ anh chị, cổ ngắn luôn anh chị ha. Đó, rúng yếm rồi chị. Đó, rúng yếm lệch phạt xương lớn. Lông nhuyễn mức luôn chị. Con này có đít như con ba bê luôn chị. Đó, cái đuôi nè. Khung này nữa rất là lớn nha anh chị. Đó, cái lưng nữa anh chị, lưng nó còn hơn con ba bê nữa anh chị nè. Đó, lưng da chạy bè con này thì ăn cám, có dụ cám anh chị, rất là dễ ăn luôn. Đó. Chiều cao con này với cái con ba bê này nó y chang nhau anh chị. Tầm 1m13 bò anh chị. Đó, con kem này anh chị xương lớn rất là dài. 1m17 bò anh chị. Đi. Qua. Đi. Ồ, tướng quá đẹp anh chị nha. Đích nè anh chị thấy không? Quá là cái đích luôn chị.
Con này nói chung là nó khác cái màu thôi, chứ còn ra cơ ngắn mú đồ như con 3B luôn chị. Đó. Như con 3B luôn. Cô chú anh chị mình xem kỹ nha, xem kỹ con kem này mình nhắc máy alo lên. Nó xương rất là lớn. Giá sổ giá rồi anh chị. Đó. Rất là tốt bò luôn anh chị nha. Đó. Đó con kem này em bán cái giá luôn 17 triệu anh chị nha, 17 triệu nha. Nếu anh chị có bắt luôn con này thì bán chung luôn anh chị. Đó. Hai con này nha. Con này thì con ba bê nâu nâu bú tiêu anh chị, nó. Con này thì nó nghe nó cao dài, nó hơi cái dạng hơi thiếu nuôi anh chị, nhìn thấy không? Hơi thiếu nuôi chút xíu nha. Con này thì cao cũng nó cao nhất hơn con kem chút xíu anh chị. Đó. Anh chị có bắt luôn để con này giá 17 triệu rưỡi anh chị, cũng như là con kem với con này anh chị bắt chung là 34 triệu 500 anh chị. Đó. Anh chị cứ bắt chung bắt nha. Đó. Bắt riêng thì bắt luôn anh chị nha. Đó. Thì báo giá sát sát cho mình nha. Con này xương rất là lớn anh chị, con này mẫu rách man đẻ ra anh chị, mẹ rách man đẻ ra anh chị con này. Đó. Con này là nâu bông búa tiêu anh chị, con bên nha. Đó. Nâu bông búa tiêu anh chị nha. Đó, như con này 17 rưỡi anh chị. Nói chung là báo giá sát sát cho mình nha. Đó, con kem này giá 17 triệu anh chị. Ồ, nó độ rất là độ đích anh chị thấy không? Đó, mông đùi nó lớn lắm anh chị. Đó. Đó, giá của chú anh chị mà thấy hợp lý cứ nhắc máy trên kênh của em buổi chiều ngày hôm nay anh chị nha. Ngày 4 tháng 4 anh chị. Đó. Kem rất là đẹp nha anh chị. Mẫu nữa khỏi chê anh chị. Rồi, tiếp tục mấy con lở ở đây luôn anh chị. Hai con này thì nó ngay tháng tuổi như nhau luôn anh chị nha. Đó, chiều cao hai con này là rơi vào 1m17 bò đổ về anh chị. Con này thì hơi thấp con này chút xíu. Đó, con này hụt hụt, hai con này cao hơn anh chị, con này 1m17-18 anh chị. Đó, rất là độ đẹp anh chị nha. Da bóng ngầu anh chị. Con này cũng da là mỏng luôn chị nè. Con này thì cái kiểu giỡn thì nó hơi thiếu sừng con kia, con này nó hơi ló láo sừng chút xíu anh chị. Đó. Nói chung sừng gạt thì không có quan trọng luôn anh chị ha. Đó thì cái mẫu cúp mình nó đẹp lên chị. Đó. Nhiều lúc mẹ nó già nó có tuổi nó đẻ ra hơi láo láo sừng chút xíu anh chị. Đó, con này rất là biên anh chị nha. Đó, con này thì cao tầm 1m15-16 anh chị con này nè. Đó, con đuôi trắng. Trắng. Con này đến đầu đuôi trắng trắng anh chị ha. Đó. Đích quá là đích luôn anh chị. Cái này lưng dai đều hở anh chị nha. Đó. Tháng tuổi khung này tầm khoảng tầm 10 tháng anh chị. Đó, con này nè. Ồ cái lưng dai nè. Đó, có bả lưng. Rất là khéo bò anh chị. Bò này chân cẳng rồi hoàn thiện anh chị nha. Đó, móng đi là móng sò thôi anh chị. Đó, da rồi nhiên mức anh chị. Đó. Đó, bò thì quay nó hoàn thiện cho cô chú anh chị mình nha. Đó, con này giờ anh chị theo da mỏng nhưng mà nó dày cho nó dày, nó dung trùng lên bò luôn anh chị, nó rất là dễ coi luôn anh chị. Như con này, cái con này chủ họ khớp anh chị, cái khớp hơi chặt chặt anh chị, nó mới trầy trầy chút xíu nè. Đó, nó trầy nó lành anh chị. Họ nuôi họ không có để ý anh chị cái khớp á. Nó còn ngoài ra thì bò thì hoàn thiện anh chị, con này đùi móng đích anh chị thấy không, đùi đích nữa nè. Con này thì con này mời con kia chín, con này chắc nói chung chắc con này cũng có tháng tuổi hơn con kia chút anh chị ha. Con này rơi vào khoảng 11 tháng có anh chị. Con này, bộ này sắp có em rồi chị, con này sắp có em rồi. Con này cổ anh chị thấy không, cổ thằng băng anh chị con này nè. Dạ cổ yếm thằng băng anh chị. Da là những mức anh chị, con này không có thấy cái lông nó luôn chị con này. Ngắn mũi nó lên anh chị thấy không? Rất là độ đẹp anh chị. Đó. Bò này thì tầm mẫu nhì anh chị nha, mẫu như bò gì thôi. Thì ở này thì mình nuôi nó tầm cỡ ra 400-500 kg hơn mình bán được anh chị. Nó rơi vào khoảng 2 tạ mấy bò mình bán được ha. Không cần phải lớn nữa anh chị nha. Đó. Con nào nấy đùi mông dung trùng anh chị. Đó. Đó anh chị quan tâm nhắc máy trên kênh buổi chiều bán của em ngày hôm nay luôn chị. 44 triệu cho cặp này anh chị nha. 44 triệu cho cặp lỡ tầm 11 tháng anh chị. Đó. Mấy cái phí hồi nãy mấy con bò nãy em quay cũng quên nói phí cho mình nha. Ví dụ như một cặp này cái phí em cũng vẫn là 30 cây anh chị nha. Đó, 30 cây nha. Đó, thì mình có chốt. Mình tùy theo khu vực là mình ở, ví dụ như ở xa hơn thì phụ phí tiền xe giúp em nha. Đó, thì báo đại khái cho mình vậy nha. Đó, cặp này cũng vẫn vậy anh chị nha. Đó. 44 triệu anh chị nha. Đó. Con này thì hộc hộc 1m2 chút đỉnh anh chị. Con này rơi vào khoảng 1m16 đủ về. Nói chung đo ngay trung tâm sái anh chị nha. Đó. Còn đo ngoài giữa lưng thì nó phải hơn nữa anh chị. Đo giữa lưng nó con này đó.
nó tầm cũng cỡ thiếu đủ 1m2, con này thì dư 1m2 nếu đo giữa lưng nha. Đó thì nó kỹ cho mình nha. Đó, thì cái số thì em vẫn vậy anh chị, cái phí em vẫn 30 cây số nha. Đó, 30 cây số ha. Bò thì hoàn chỉnh anh chị nha, nó chỉ con này thì cái khớp, họ khớp thì nó trầy trầy chút xíu nha. Đó thì bò hoàn thiện nha. Rồi, có con kem luôn chị, con kem lở anh chị, kem lở này tầm cũng cỡ 12-13 tháng anh chị. Con này chiều cao nó nằm cũng ngoài 1m2 anh chị, ngoài 1m2 bò ha, đầu cổ trù lũ anh chị, xương lớn nè, con kem kem vàng anh chị ha, kem vàng ha, rất đẹp anh chị. Bò nói chung tầm cũng chưa có dỗ nhiều anh chị nha, nó tầm cũng cho ăn cũng vừa vừa anh chị, rất là đẹp anh chị ha, xương lớn, nó chung là da đồ cũng mỏng anh chị. Đây nè, con này chắc không có sừng anh chị, coi nè. Chiều cao nó rơi vào khoảng 1m22-23 bò anh chị, nói chung là 1m25 đủ về anh chị, nó rơi vào khoảng đó nha. Đó, rất là đẹp bò luôn anh chị ha. Bữa chiều chưa có cho ăn luôn anh chị đó, chưa có cho ăn gì hết này. Đó, con chú anh chị em mình thấy con kem này hợp lý, có nhắc máy kem này giá 22,5 triệu anh chị đó, 22,5 triệu nha. Đó anh chị mình ở gần gần đây thì bao phí khu vực Củ Chi cho mình nha, xin dễ nha. Đó, 22,5 triệu anh chị nha, cho con kem kem vàng anh chị. Kem này đang sức lên luôn chị, dỗ lên nè, rất là đẹp anh chị. Này bắt có con lẻ nè anh chị, không có bò ráp với đó nha. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ nha, coi kỹ cái nhắc máy với em nha. Đó, thằng cũng cỡ 13 tháng có anh chị, con này nè, 13 tháng tuổi có. Đầu rất là đẹp anh chị. Kem xám nhìn vàng anh chị. Đó, đó thì buổi chiều em quay cho cô chú anh chị 7 con nha. Cô chú anh chị mình cứ xem kỹ đi, xem kỹ ưng ý những cái mẫu nào cũng nhắc máy alo liền với em nha chị nha. Đó, trên kênh của em buổi chiều ngày hôm nay nha. Đó, ngày 4 tháng 4 nha. Đó. Rồi. Cũng đừng quên cho em lượt like anh chị nha. Cho em được thích á, chứ là đăng ký kênh anh chị nha. Chứ là nhắn vô cái chuông thông báo nha. Đó, mình nhắn cái đó, cái video em ra thì nó mình về. Mình nhận nó mau anh chị nha. Đó. Bò hôm nay những cái hàng mẫu rất là đẹp chị, chỉ có con nâu nâu thì nó ngay, nó hơi thiếu nuôi chút xíu thôi. Cái khung đó nó lớn con lắm anh chị nha. Đó, chị em cứ xem kỹ nha, xem kỹ nhắc máy liền với em nha. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.